Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một cái ấm siêu tốc nhanh và đơn giản cho những cái bạn không có đồng hồ đo thông mạch nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái sạc adapter. Đây là cái sạc adapter của cái đèn đeo đầu đây. Ra 5V. Đó. Mọi người rõ không? Đấy, nguồn ra 5V. Cái này các bạn ở nhà các bạn lấy cái cục sạc điện thoại ấy. Điện thoại kiểu như ngày trước ấy. Nó có cái đèn đây, hay bất cứ một cục sạc adapter nào nhá, nó có cái đèn báo này này. Là các bạn có thể sửa được cái ấm siêu tốc luôn nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn kiểm tra. Đấy, rơi một cái điện thoại. Và đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra nhé. Đây. Đây là cái đầu dây của nó. Khi nào mình chập vào thì nó mất đèn này, mọi người nhìn này. Đó. Chập vào mất đèn luôn, bỏ ra đèn sáng. Ok. Thì cái ấm siêu tốc mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra. Trước tiên là mình kiểm tra cái này trước nhé. Đây các bạn nhìn thấy hai cái vành tròn này không? Đấy, mình sẽ cho hai cái đầu dây này vào cái vành tròn đấy. Vào hai cái vành tròn nhé. Bật công tắc trước. Đó các bạn nhé. Đây, trước kia là mình phải bật công tắc trước để đo thông mạch. Đó. Đó. Không bị chập. Đó. Đây, không bị chập này. Mọi người đó. Đây để vào đây là chập này, để cùng chân này chập này. Đó, để chân trong không chập này. Chứng tỏ là bị hỏng bên trong nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra nhé, tháo ra kiểm tra bên trong nhé. Nếu mà ở đây mà nếu mà ở cái phần này mà mình kiểm tra mà cái đèn báo nó đã tắt thì là ổn nhé. Nếu mà đèn báo mà vẫn còn sáng ấy, mình đo và đèn báo vẫn còn sáng chứng tỏ là bị ở cái phần trong này nhé. Còn nếu mà phần ở đây nó ok rồi thì mình kiểm tra cái phần đế nhé. Nếu mà cái này nó ok rồi mình sẽ kiểm tra phần đế này. Ok. Nhưng mà ở đây nó đang bị hỏng ở đây. Mình sẽ tiếp tục kiểm tra. Mọi người nhìn hai cái dây này là hai dây công tắc này. Đấy, từ trên cái tay cầm này xuống này là hai dây công tắc này. Đó, trước tiên là mình sẽ bật công tắc trước. Đó, bật công tắc. Trong máy sẽ tính mình sẽ đo thử hai cái dây đấy nhá. Đo thử hai cái dây công tắc này. Đó. Đây. Mọi người nhìn nghe phải không rõ nhỉ. Đây mình để máy quay dịch đây cho mọi người rõ hơn nhé. Đó, đây, mình sẽ đo cũng hai công tắc này. Nếu mà đèn nó chập là công tắc ok này. Đó, mọi người chưa? Đèn chập. Đó, đèn không sáng. Chưa? Bỏ ra đèn sáng. Đó, ok. Đó, đây là hai đầu công tắc. Vẫn ok nhá. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra đến cái phần. Phần cái chân này. Đây chân này nó từ đây nó cấp ra đây nhá. Ra cái vành màu tròn. Vành tròn này nhá. Mình sẽ đo thử. Đây nó đã ở cái vành tròn trong này. Đó đây chập này. Đó. Nó là cái vành tròn trong này. Vành tròn nhỏ nhá. Ok. Chân này đã ok nhá. Mình tiếp tục đo chân bên này. Đó. Đó, cái chân giáp cắp ở đây thì nó sẽ cấp. Đây cái này vừa cái ở bên kia vừa là vành nhỏ rồi thì ở bên ngoài này sẽ là vành to thôi. Đó. Đấy, vành to không bị chập này. Vành to đèn báo không bị chập nhá. Đó. Thì chứng tỏ là hỏng cái phần chân vành to rồi nhá. Mình sẽ tháo ra kiểm tra. Trước tiên mình sẽ rút hết giác ra nhé. Tiên mình sẽ rút giác ra. Được.
đây cái kìm nhọn này. Đây mình sẽ tháo ra mình kiểm tra cái cụm này nhé. Đó, đây mình đã tháo ra nhé. Đây thì cái phần dưới đây. Cái này mình có thể sửa được mọi người nhé. Mình sẽ tháo ra. Ở đây nó có hai cái phần này, phần có gọi là phần dưa le chống cạn. Khi nước cạn ở đây nó có cái sự bằng sứ này, cái nhọn chống bằng sứ. Khi nó nóng quá nhiệt thì cái này nó cái sắt này nó sẽ mất đàn hồi này, nó sẽ đè vào đây để con chứ nó nảy lên thôi. Đây là mình tháo kiểm tra. Đấy, đây nó có bao đốc, có cái thì nó sẽ không bắt ốc mọi người nhé, có cái nó sẽ gài, nó bẻ nó gài đó. Đây mọi người nhìn cấu tạo nó này. Đây nó đè vào hai cái phần ngoài này. Đó. Phần này bỏ luôn. Cái phần chống cạn này bỏ luôn. Nó có hai cái sứ chống cạn này. Và mình sẽ tiến hành đo lại xem chính xác nhé. Là nó bị bên chân nào, mình xác định xem nó bị bên chân nào nhé. Đây. Đây, chân trong rồi còn thông mạch nhá, ok nhá. Đó, chân ngoài bên này. Đây mọi người nhìn là chân ngoài mình đo này. Không thông mạch này. Không bị chập nữa. Đó, chân bên ngoài không bị chập này. Rồi, mình sẽ kiểm tra cái chân này đã. Đây ở cái phần tiếp xúc nó ở đây. Thứ hai là ở cái phần này mọi người do nó chỉ là gài và thôi, nó không hàn hiếc gì cả, thì đó, thì mình sẽ kiểm tra sơ qua cái phần này trước. Cách này mình sẽ đo từ đây. Đây mình sẽ lấy cái này, mình lấy cái đầu dây này mình đo vào đây đó. Chứng tỏ là nó bị ở ngay cái khớp này luôn, ở ngay cái khớp này luôn. Đây mình đo điểm ngắn thế này mà nó bị đó, nó không chập nhé, thì là nó bị ở cái khớp này. Mình phải tháo ra,
tháo ra mình vệ sinh sạch cái tiếp điểm đi nhá. Đây mọi người nhìn xem, đây mình tháo ốc rồi đây, đó cái tiếp điểm này nó kiểu dạng mình mô ve nó đen này mọi người nhìn. Chập này mình sẽ lấy đây, ở đây mình sẽ lấy cái miếng viên nhám nhé, mình đánh sạch đi. Đó. Đây nửa bên dưới này mình đánh bằng viên nhám sạch đi. Cho mình sẽ bẻ hơi bẻ hơn một chút. Đó, mình sẽ bắt ốc lại nhé. Đây mình sẽ đo lại xem có chập không nhá, xem cái đèn báo có không sáng nhá. Vẫn chưa được cái này. Đó, mọi người nhìn chưa? Ok này, lại sáng này. Chập này. Thấy chưa? Đó, giờ đã ok, đã ok rồi. Đồng này tiếp xúc hơi kém một chút. Đó, mọi người nhìn chưa? Mất đèn báo. Đó, mình sẽ đo lên trên phần trên này. Đo vành ngoài. Đó, mọi người nhìn nó chập nhưng mất đèn báo đã bỏ ra đây. Đây vành ngoài đây nhá. Đó, mất đèn báo luôn. Ok, vậy là ok rồi nhá. Mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Đây mình sẽ cắm giả nó hai cái phần sứ này, cái sứ này cắm ở đây để khi nóng quá nhiệt đấy thì hai cái sắt này nó sẽ đẻ xuống, đẻ cái sứ để cho hai cái phần này nó sẽ không tiếp vào nhau nhé, nó làm chống cạn mà, nó làm kiểu vậy để chống cạn khi cái siêu tốc này mà không có nước ấy, bị cạn ấy. Mình sẽ tiến hành bắt vào nhé, sau đó thử cho mọi người xem. Mình ở đây mình quay cho mọi người thì mình cứ đang quay được một lại thì lại bận khách cho nên là cái video nó bị ngắt quá, mọi người thông cảm nha. Đây mình đang bắt ốc vào đây. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đo cái sợi người ta gọi là sợi trở nhiệt đấy, mình gọi dân dã gọi là cái mai so nhiệt nhé. Thì đây nếu mà mình đo cái cục sạc này vào thì nó sẽ báo đỏ này, tại vì cái trở ấy nó có điện trở ấy, cho nên nó không bị chập hẳn, cho nên đèn nó sẽ đổi sang màu đỏ ấy. Đây đang màu vàng này, mọi người nhé. Đó, thì là còn tốt nhé,
nếu mà nó vẫn còn báo màu xanh này thì là cái sợi mai soi này, sợi trở nhiệt này nó bị đứt nha mọi người nhá. Đây mình sẽ đo cho mọi người xem. Đó, nó báo đỏ luôn. Mọi người nhìn rõ không nhỉ? Đây nha, mình sẽ lấy led lại cho mọi người thử xem. Đó, nó sẽ báo đỏ. Còn nếu mà nó báo xanh là cái sợi mai soi bị đứt. Đấy. Tại vì nó là có tại vì cái mai soi nó gọi là trở mà gọi là nó gọi điện trở mà đó đó, và nó sẽ đèn nó sẽ đổi sang màu đỏ. Ok rồi nhá, đấy mình hướng dẫn cho các bạn. Tiếp theo mình sẽ cắm các rắc vào, mình sẽ đo thử nhá. Đó, mình sẽ cắm rắc vào. Sau đó bật tắt mọi người nhé. À, nhà mình gần đường quá, tiếng xe chạy hơi rồi mọi người thông cảm nhé. Rồi, bật công tắc nhé. Công tắc là mình sẽ tiếp tục lấy hai cái đầu dây này. Đo xem đèn nó có tắt không nhé. Đó, đây này, nó báo màu đỏ luôn này, ok được. Đó. Báo đỏ luôn, nên là ok nhá. Tại vì nó qua cái sợi mai soi mà. Sợi mai soi này nó gọi là điện trở mà. Nên nó sẽ đỏ, nó không chập. Nên nó đổi sang màu đỏ. Đó. Đó là ok mọi người nhá. Còn nếu chập này, chập nó sẽ mất nhỉ. Rồi mất đèn luôn. Còn đây này, qua cái sợi mai soi này thì cái đèn adapter nó sẽ báo màu đỏ. Đó. Vậy là ok rồi nhá mọi người nhá. Mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Mà thử nữa. Và đây mình sẽ tiến hành cắm thử cho mọi người xem nhé. Đó, mọi người chú ý cái đèn báo đây nhé, mình cắm vào trước này. Đó, mọi người thấy đèn báo chưa? Rồi nhá. Đó, rất ok rồi, mình sờ xong. Ồ, nóng rồi, bốc hơi luôn, mọi người nhìn thấy không? Đấy, bốc hơi luôn, nóng rồi nhá. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người sửa thành công một cái ấm siêu tốc bằng củ sạc adapter này nhé, không cần đồng hồ nhé. Nếu các bạn thấy video này của mình hay, bổ ích, hãy cho mình một like nhé. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.